Nhân tiện đến câu hỏi của chị đây thì mình cũng xin mạn phép chia sẻ dành cho những người thích và đang muốn có ý định học nghề tóc bốn cái không để cho mọi người tham khảo dưới cái góc độ của mình nhé. Đấy thì cái không đầu tiên đó là cái nghề tóc này không thể lỗi thời, không thể lỗi thời được. Có những nghề nó có thể bị thay thế bởi máy móc trong cái thời đại này, nhưng mà riêng cái nghề tóc này thì không thể, không có cái loại máy móc gì có thể là tạo ra những cái kiểu tóc khác nhau trên mỗi người, bởi vì mỗi người mỗi một khuôn mặt, form đầu, kiểu tóc, chất tóc. Đấy, cho nên là nó đòi hỏi phải chính tay con người làm, nó đòi hỏi sự chỉnh chu, chu đáo, tỉ mỉ đấy thì nó mới tạo ra được những cái kiểu tóc đẹp. Cho nên là con người làm, những người làm nghề tóc này không thể bị thay thế bởi máy móc. Riêng về cái lĩnh vực gần nhất mà mình thấy cũng khó lỗi thời như ăn uống, nhưng mà theo mình thấy thì cũng có thể bị lỗi thời bởi do máy móc. Giống như ngày xưa vậy, chúng ta đâu có những cái máy pha cà phê tự động, nhưng mà bây giờ cũng có. Và trong tương lai rất có thể là khi bạn đến có một cái quán nào đó ăn phở thì tất cả mọi thứ đều tự động hết và con người thì không cần phải động vào. Cái số 2 đó là không thể nghèo được với hai cái điều kiện. Cái điều kiện đầu tiên ấy, nó là cái tay nghề của bạn đã đủ tốt. Chứ nếu mà tay nghề nó dở quá, nó làm cái gì nó cũng xấu thì nó cũng rất là khó. Và cái số 2 đó là cái sự kiên trì của bạn, cái sự lì lợm của bạn. Đấy thì nếu như bạn đủ hai cái yếu tố đấy mà các bạn làm nghề này thì các bạn không thể nghèo được. Đối với mình ấy, một người nghèo ấy là một người không đủ ăn. Đối với mình người nghèo chỉ đơn giản là không đủ ăn thôi. Còn nếu như mà chúng ta đủ ăn ấy, thì chúng ta chưa phải là nghèo, chúng ta hơn cái mức nghèo. Tùy từng nhiều người, có nhiều người là phải có cái nọ cái kia thì mới gọi là giàu. Nhưng mà anh em cứ nghĩ thoáng ra, một ngày kể cả chúng ta làm 100.000-200.000 thôi, chúng ta đủ ăn và có dư một chút chút, mà thậm chí là đủ ăn thôi thì cũng đã gọi là không phải là nghèo rồi. Đấy, cho nên là nếu như mà chúng ta có một chút tay nghề đủ tốt để phục vụ ở cái nơi của chúng ta muốn làm, cộng với cái sự kiên trì và nỗ lực của chúng ta luôn luôn nỗ lực thì chắc chắn là không thể nghèo được đâu. Cái số 3, hai cái không vừa rồi có vẻ như là rất nhiều người thích. Đến cái không số 3 này thì có thể là sẽ hơi hụt hẫng một chút, nhưng mà nó là cái sự thật. Nó là không gì hưng thịnh mãi mãi được. Cái gì nó cũng chỉ có một thời của nó thôi. Bất kể nghề nào cũng thế, và nghề tóc này thì cũng không tránh khỏi cái quy luật đấy. Chúng ta có thể mở tiệm và trong vòng 5, 6 năm, 4, 5 năm, 3, 4 năm tùy vào cái phước, cái đức của chúng ta nữa. Cái sự kiên trì cũng như cái sự học hỏi trao dồi của chúng ta, mà cái sự hưng thịnh đấy nó kéo dài trong vòng bao lâu. Có những người, người ta đôi khi mình cứ nói rất là đơn giản thôi, người ta cũng làm như mình, đôi khi mình cũng rất là nỗ lực, nhưng mà nói thật là cũng chỉ đến một cái mức nào đó 3 4 năm hưng thịnh. Có nhiều người thì người ta hơn, cái phước cái đức của người ta có thể hơn, hoặc là người ta có thể có một cái gì đó hơn mình, mặc dù mình đã cố gắng hết sức rồi. Mình cứ cố gắng đi, còn nếu mình không cố gắng hết sức thì cũng khó nói lắm. Cho nên là khi mà chúng ta đã biết được cái điểm đấy ấy, thì những cái lúc mà chúng ta đông khách, chúng ta kiếm được tiền thì chúng ta cũng giữ lấy, đừng có tiêu xài quá nhiều. Cũng như là cố gắng càng đông khách càng phải chăm sóc khách hàng là tốt, để mà người ta còn quay lại với mình, để mà sau này mình còn có người, mình phải có khách thì mình mới có tiền chứ, chứ mình không có khách thì lấy đâu ra có tiền. Đấy, cho nên là trong một giai đoạn, bất cứ một cái thời điểm nào thế, có một cái giai đoạn rất là hưng thịnh, những lúc chúng ta đông khách ấy, chúng ta không được chủ quan, chúng ta không được nghĩ rằng tương lai lúc nào mình cũng thế, không phải như thế. Cái gì cái thời đại bây giờ nó rất là hay theo trend, nó không như ngày trước. Cái thời đại bây giờ rất hay theo trend, nên là kể cả anh em mở một cái quán rất là to, rất là mới, anh em chạy quảng cáo marketing rất là nhiều, người ta sẽ đến với anh em rất 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 nhiều, nhưng mà không phải lúc nào cũng nhiều như thế. Nhiều năm sau có thể nó sẽ khác. Chính vì thế hãy hiểu được cái quy luật này, cái gì nó cũng chỉ có một thời thôi nhé. Và cái không cuối cùng đó là không từ bỏ và không ngừng nỗ lực học hỏi. Cái điều này thì có lẽ là ai cũng đã nói rồi, nhưng mà mình sẽ phân tích kỹ hơn một chút. Ví dụ như chúng ta làm nghề ở một cái khu vực nào đó, và trong cái khu vực đấy nó rất là nhiều quán tóc mở trước rồi, thì chúng ta đừng nên tới đó, chúng ta nên đến một cái chỗ khác. Chúng ta thà làm vua ở xứ mù còn hơn là làm, gọi là làm bé ở một cái nơi mà đã có rất là nhiều ông lớn tới rồi. Đấy, cái này mọi người cần phải lưu ý nhé. Và khi mà chúng ta đã làm ở một khu vực nào đó mà chúng ta thấy những cái tiệm tóc quanh quanh đó người ta cứ thay đổi liên tục, ví dụ như người ta hôm nay không cần làm tóc nữa, người ta mở quán cà phê, và thấy người ta mở quán cà phê đông khách quá, hay là thấy người ta mở quán ăn đông quá, mình cũng đi bỏ quán tóc, mình cũng đi đi sang mở thành quán quán ăn, quán cà phê. Đừng như vậy, đừng từ bỏ dễ dàng như thế. Mà anh em phải thấy được rằng ấy, khi mà người ta chuyển sang làm quán ăn, quán phở, hay là người ta chuyển kinh doanh, người ta không cắt tóc nữa, đó là một cái cơ hội cho mình. Cái cơ hội đó là mày không cắt tóc nữa thì những lượng khách của mày sẽ về với tao. Đấy, cho nên là hãy là người cuối cùng, hãy là một người thật sự lì lợm vào trong cái thị trường của mình. Mình càng ở về cuối cùng thì mình khả năng mình hốt được cả mớ là sẽ rất là cao. Đấy, những thằng khác từ bỏ hết rồi thì mình vẫn còn ở đây, mình vẫn còn hiện diện ở đây, thì chắc chắn
về cuối cùng thì mình sẽ chiếm lĩnh được những thị phần của những người đã rời đi. Đấy thì trên đây là bốn cái không dưới cái góc độ cá nhân của mình muốn chia sẻ và gửi gắm tới những người thích và đang muốn theo học cái nghề tóc cũng như là làm cái nghề tóc này để cho mọi người tham khảo. Mọi người có những ý kiến gì thì chúng ta cùng comment thảo luận bên dưới nhé. Cảm ơn.